Nay thầy thì xin nhắc lại để mấy con nhớ là mấy con có thấy cái tượng mà đi khất thực không? Có thấy cái tượng mấy con đi khất thực đừng có ôm cái bình bát đằng trước cái để trước cái bụng của mình giống như mình đi sinh đi khất cái á. Đức Phật ôm cái bình bát để một bên hông, để một cái tay dịch như thế này nữa. Các con thấy cái tượng không? Thì khi mà đi khất thực họ từ ở trong thất mình đi ra, thì nếu mình ôm cái bình bát như vậy thì mấy con sẽ bị mỏi tay lắm, phải đi xa đường, phải không? Gần thì mấy con ôm gì được, nhưng mà xa quá mấy con ôm gì mỏi tay lắm. Cho nên vì vậy mà khi đi gần tới, đi tới chỗ mình khất thực thì mình mới ôm cái bình bát ra để mình đi khất thực. Thường thường là người ta đi trên một cái đoạn đường nào đó, người ta mới móc cái bát ra, chứ người ta không có móc cái bát. Người ta đi từ cái chỗ tỉnh xá hoặc là tỉnh thất, người ta đi mà từ chỗ cũng như đây mình ra chợ mình ôm cái bình bát kiểu đó thì mình đi không nổi đâu. Người ta chỉ mang cái túi bát, bỏ cái bát ở trong cái túi người ta đi thôi. Nhưng mà khi đến cái đoạn đường mà người ta sẽ đi khất thực đó, thì người ta móc cái bát ra, người ta ôm kiểu này, người ta đi. Thôi còn nhớ. Nhưng mà ta dỡ cái nắp ra để mọi người, người ta đến người ta xớt bát mình á, thì người ta chắp tay, người ta xá mình, người ta xá thì mình đứng lại, mình không đi nữa, mình không đi nữa. Người ta sẽ bỏ thực phẩm vào, người ta xá rồi mình đứng lại, thì người ta vào nhà, người ta lấy cơm hoặc là người ta lấy thực phẩm, người ta đem ra, người ta bỏ trong bát. Khi bỏ trong bát rồi, người ta chắp tay, người ta xá mình thì mình sẽ ước nguyện mình đứng lại, chứ mình chưa có dậu đi. Mình ước nguyện cho cái người cúng dường cho mình, rồi mình mới bước mình đi. Mình đi đến một đoạn nữa thì có người chắp tay xá mình để xin cúng dường thì mình đứng lại, mình không đi. Chừng đó người ta xớt bát bỏ vào rồi mình ước nguyện họ xong rồi thì mình lại tiếp tục mình đi. Chừng nào mình thấy bát mình vừa đủ ăn không thì mình đẩy nắp bát lại và bỏ vào trong cái túi bát rồi mình mang về, chứ không có để cái bát ôm đi nữa. Thì từ cái ở trong thất của mấy con mà đi như vậy đó thì mấy con đi khất thực ra tới chỗ mà khất thực thì mấy con sẽ ôm cái bát như vậy, mấy con đi ra tới chỗ khất thực. Sau khi khất thực xong rồi thì từ ở chỗ cái bàn mà con lấy thực khất thực đó, mấy con sẽ bỏ vào trong bát rồi mấy con mang, mấy con đi về mấy con khỏi ôm lần thứ hai. Nghĩa là đi ra thì mấy con ôm bát, mà đi về thì mấy con bỏ trong cái túi bát. Vậy thì mỗi người ở đây người nào có túi bát chưa? Chưa có thì mấy con phải có túi bát. Cái đi cũng ôm mà về cũng ôm bát thì tuyệt ra thì kia nào không biết. Mà cái người này đi xin là sao mà đi xin dữ quá vậy, đi cũng xin mà về cũng xin, do đó nó sai, nó không đúng đó con. Rồi cho nên vì vậy mà thầy thấy nó ở đây chúng ta chưa có đủ bát, mặc dù là cư sĩ mấy con cũng là đi khất thực là tu sĩ. Và đồng thời nếu mà những người tu thì chuẩn bị, nếu mà mang ôm cái bát mà đi xin á thì mặc cái áo tràng như thầy đi xin á, nó cũng được nhưng mà nó không hay đâu, không có giống ngày xưa cái giáo đoàn của Phật. Cho nên chúng ta sẽ đi khất thực là chúng ta sẽ mặc y dấn hẳn ngoài đàng hoàng, chúng ta mới đi khất thực. Nghĩa là ở đây những người xuất gia thì chúng ta sẽ có, mỗi người đều có một cái y dấn theo nguyên thủy, theo khất sĩ. Màu sắc thì hiện giờ thì thầy sẽ chọn cho cái tu sĩ chúng ta có một cái màu cho nó giống nhau, đừng khác nhau. Ví dụ như người mặc màu đỏ, kẻ mặc màu vàng, nó lộn xộn, người ta thấy cái mặt như vậy thì cái người này là khất sĩ, còn cái người này là mặc như vậy là nam tông, nguyên thủy nam tông. Còn người thì mặc cái áo tràng màu lam, màu đà, nó đủ mặt, đủ mọi. Thì khi mà đi khất thực thì chúng ta nên mặc một loạt đồ giống nhau. Nhưng bây giờ mình chưa có đủ. Cái thầy muốn nghĩ rằng mình lo tu tập để rồi cái vấn đề mà giáo đoàn của mình sẽ, mình tu tập được kết quả dù là một phần hoặc là hai phần kết quả của sự tu tập, tức là chúng ta xả được tâm, chúng ta sống được đúng đức hạnh. Thì lúc bây giờ về cái hình thức mà ăn mặc thì thầy sẽ lo lắng trên vấn đề đó cho mấy con hết, chứ còn
nếu con lo thì cũng không được. Còn hiện giờ thì chúng ta coi như là tất cả những các hệ phái khác đều về đây tu tập với chúng ta. Sau khi mà chúng ta đạt được kết quả, nhất là ở đây có những người tu chứng quả A-la-hán, làm chủ được bốn sự sống chết, thì đó là cái tiếng nói của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ thành lập cái giáo đoàn giống như Phật ngày xưa. Thì chúng ta có những cái y áo như thế nào cho phù hợp, bởi vì trong giai đoạn chúng ta là những người đang sống ở trong cái hầu hết là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng của truyền thống của Đại Thừa, cho nên mỗi người đều chúng ta có cái áo tràng như thế này để chúng ta hòa hợp với các thầy Đại Thừa, và đồng thời chúng ta có một cái y dấn, có một cái túi bát và có cái bát, để khi mà chúng ta thực hiện cái hạnh như đi sinh đó, thì mấy con nên toàn bộ chúng ta đều là chứng y dấn hết để thực hiện cái đi sinh. Còn với người cư sĩ của mấy con á, thì khi đi sinh á, thì mấy con cũng có y dấn mà gọi là bạch y, chứ không phải được màu vàng. Mấy con cũng dấn y để đến khi mà thay đổi cái y á, cái bạch y á, thì mấy con trở thành tu sĩ, thì mấy con đắp cái y màu vàng. Nó thì như vậy, cho nên gọi là bạch y á, là cái người cư sĩ như mấy con á, chứ không phải là mặc cái áo ngắn mà đi ra đi ôm mình bác đi khất thực tôi coi sao cho được. Vì vậy mà khi mà tổ chức hẳn hòi thì mấy con bên cư sĩ mấy con đều có bạch y, còn bên tu sĩ thì y màu vàng, thì như vậy nó mới hợp, mới đúng cách. Nhưng mà cái vấn đề này thầy sẽ tổ chức, chứ còn nếu không thì đâu có lo lắng mọi người, mà mấy con đâu có lo được. Còn vấn đề mà các con có tâm nguyện xuất gia thì hãy ráng tu giới luật cho nghiêm chỉnh. Các con nghe Đức Phật nói 4 tháng biệt trú để xem cái giới luật đức hạnh của mấy con, chứ không có gì hết. Nếu mà giới luật của mấy con mà đã sống đúng á, không có vi phạm đó, thì đương nhiên là Phật và chúng thánh tăng ngày xưa người ta chấp nhận liền. Còn nó còn phạm phải thì mấy con có muốn đi nữa thì ông Phật ổng trong thời Đức Phật ông Phật cũng không dám nữa. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con cố gắng giữ gìn cái giới hạnh cho nghiêm chỉnh trong một tháng thứ nhất đến tháng thứ hai, 4 tháng biệt trú. Thường thường là xin muốn xuất gia theo Phật để làm một vị tu sĩ thì phải 4 tháng biệt trú. Trong khi đó Đức Phật cho 4 tháng thì cái vị mà muốn xin Đức Phật mà xuất gia thì 4 năm con cũng chấp nhận nữa, chứ đừng nói 4 tháng. Nhưng mà 4 tháng mà sống đúng thì 4 năm bây giờ 40 năm cũng như vậy à, nó cũng không có thay đổi, nó sống chấp nhận được cái hạnh rồi, cho nên nó không có sai. Vì vậy hôm nay thầy nói như vậy để cho mấy con cố gắng để mà sống đúng cái phạm hạnh, để khi mà xuất gia để mà trở thành một tu sĩ á, thì nó phải đúng cái hạnh. Nhiều khi các con còn sơ sót quá nhiều, ví dụ như một tu sĩ mà xuất gia theo Phật mà còn nói chuyện, còn động, còn này kia rồi đó, nó chưa có đúng cái cách của một người xuất gia. Người xuất gia phải sống trầm lặng, im lặng, đi nhẹ nhàng, không cua, không đầm, đi bước đi rất nhẹ nhàng, chứ không phải là đi như mà lính đi bộp bộp như vậy, đi lật đật dậu vàng mà chạy nhảy thì nó không được. Phải tập cái hạnh của mình cho đúng cách của cái người tu sĩ. Cho nên do cái những cái giới hạnh như vậy thì mấy con phải cố gắng, người nào muốn xuất gia thì phải cố gắng mà thực hiện. Trong khi đó thầy muốn nhắc nhở về vấn đề mà muốn xuất gia là phải vậy, và đồng thời xuất gia thì phải có một cái người lãnh chúng bên ni. Cho nên vì vậy một cái người đó phải có cái khả năng, có tài. Trong có tài thì phải có đức, chứ tài không thì không được. Mà tài không có mà đức cũng không có thì coi như là không lãnh chúng được, không lãnh chúng ni được. Cho nên con phải có tài, có đức. Tài là phải thông suốt. Ví dụ như trong cái vấn đề mà cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến, chứng tỏ là cái người phải có cái sự thông suốt. Rồi cái đức của cái người đó phải thực hiện được cái đức, thì cái người đó sẽ lãnh đạo chúng đi. Thay thầy, lúc mà thầy có một cái tu viện nữ,
thì tất cả cái người đó có tài mà có đức thì họ sẽ thay thầy để lãnh chứng đi, để chăm sóc cho bên nữ, thì như vậy mới được. Chứ còn bây giờ mấy con có tài mà các con thiếu đức thì cũng không được, mà có đức mà không thiếu tài thì mấy con không điều kiện nổi. Cho nên vì vậy nó phải đúng, bởi vì khi mà mình có tài thì như thầy nói, ví dụ như thầy Chân Quang, thầy có tài nhưng mà vì cái đức tu hành thầy chưa xong cho nên thầy lãnh chúng, thầy đưa một cái số người nó đi lạc đường. Còn thầy đây mà hầu hết là có một số người họ có tài, họ có tài lắm, nhưng mà vì cái đức tu giải thoát cuối cùng của họ chưa làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết thì họ lại lãnh chúng, họ lãnh chúng họ lại dẫn đi tè cái đường khác, cho nên không làm chủ được bốn cái sự đau khổ của con người, thành ra nó lệch con đường của đạo Phật mất đi. Cho nên thầy muốn chọn một cái người lãnh chúng ở bên đây làm cái người nó trọn vẹn, nó đầy đủ, có tài mà còn có đức ở trong đó, tức là đức giải thoát đó. Cho nên thầy mong rằng trong cái lớp chúng ta đào tạo đây mấy con ra cố gắng tu học để đủ cái sức mà đảm đương lãnh cái trách nhiệm, trong khi đó dù là cái số người của mình có ít đi nữa, có ít đi nữa, ví dụ như 10 người, 20 người, mà cái nhiệm vụ cái người lãnh chúng nó phải có tài, có đức như vậy mới đủ thuyết phục họ, mới đủ điều khiển, mới đủ hướng dẫn, chứ còn nếu không thì không thể nào làm được, không thể nào lãnh chúng được. Cho nên cái khó là ở chỗ đó. Còn cái sự tu tập của chúng ta hiện giờ nó đang đòi hỏi chúng ta rất nhiều thời gian tập trung vào sự tu tập để chúng ta thành tựu, để thành tựu được sự tu tập của chúng ta, chứ còn không khéo thì chúng ta sẽ không thành tựu được. Cho nên ở đây hôm nay thì cái đó, cái giờ này là giờ chúng ta đang học định vô lậu, và chúng ta thấy rằng trong cái những cái bài mà viết về định vô lậu, ở đây mục đích chúng ta là học tu, học để cho hiểu, hiểu để mà tu, chứ không phải ở đây chúng ta mà cái tài giỏi hơn thiệt với nhau. Đừng có nghĩ cái điều đó, mà chúng ta nghĩ chúng ta cần hiểu. Khi mà chúng ta không hiểu thì nhờ cái người khác, người ta hiểu hơn, người ta hiểu nhiều, người ta biết cách nhiều hơn. Ví dụ như nói quán thân bất tịnh thì có người, nhiều người viết một hai trang rồi không biết viết như thế nào nữa, nhưng mà có người lại viết thân bất tịnh đó, nó từ cái đây mấy con thấy về Nguyên Thanh nó viết thân bất tịnh nó một thấp như thế này thì nó đọc cũng thấy mệt rồi. Tại sao nó nói nhiều quá vậy? Là tại vì nó biết cách nó nói, còn mình chưa biết cách. Và đồng thời nói chung đó, là dù sao đi nữa mình cũng phải có học, có hiểu. Chẳng hạn nào như một số kinh sách của Phật nói về thân bất tịnh rất nhiều, bởi vì cái mục đích của đạo Phật là phải thoát ra con đường sanh tử, mà nếu mà không quán thân bất tịnh thì chúng ta bị đắm nhiễm trong sắc dục, chúng ta không ly được, mà không ly được thì con đường sanh tử nó vẫn còn. Cho nên mục đích của đạo Phật là cái người đó phải sống thanh tịnh thân và tâm. Mà nếu mà chúng ta trước tiên mà chúng ta muốn tu cái thân tâm chúng ta thanh tịnh mà chúng ta không hiểu được cái thân bất tịnh của chúng ta, cái thân nhơ bẩn của chúng ta, thì chúng ta chấp nó sạch sẽ, do đó chúng ta cứ đắm đuối mê ở trong cái sắc dục, thì cho nên con đường sắc dục nó mở bài và đồng thời nó mới có tiếp tục tái sinh luân hồi mãi mãi. Vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ trong cái sự mà học như thế này mà viết như thế này thì nó phải có một cái sự hiểu biết, chứ còn nếu không có sự hiểu biết thì chắc viết không được, nó quá một cái sức quá thôi, quá nhiều. Thì nói mấy con đầu tiên vô đó quán về thân bất tịnh thì chúng ta phải biết quán đức ly sắc dục. Mấy con biết cái đức ly sắc dục, phải biết quán cái đức ly sắc dục. Kế đó thì chúng ta quán hành thân bất tịnh, rồi kết cuối cùng để mà kết được cái quán thân bất tịnh đó thì chúng ta phải chánh kiến ở trên cái thân người chúng ta, để đức là chúng ta xả đó, chúng ta xả cái tâm sắc dục của chúng ta, cái tâm ái dục của chúng ta để lìa ra. Cho nên nó đi ba cái giai đoạn, mà nếu mà nó để một cái giai đoạn mà chúng ta viết á, thì một cái bài nói cái thân bất tịnh như thế này thế khác rồi chúng ta hết viết ở đâu mà nói. Mà trong thân khi kinh sách Phật 32 điều quán thân bất tịnh ghê gớm lắm chứ đâu phải ít.
mà chúng ta không học thì chúng ta cũng không biết. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta học để hiểu biết. Hiểu biết không có nghĩa là hơn thua nha, mà hiểu biết để chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta để mình ly. Khi mà chúng ta chưa hiểu biết thì chúng ta ly nó rất khó. Mà khi hiểu biết nó tự mình nghe rồi, hiểu biết, học rồi mình hiểu biết, thì mình nhàm chán, mình ghê gớm, mình sợ hãi trước cái tâm sắc dục của mình. Cho nên cái sự học hỏi nó rất cần thiết cho chúng ta hiểu biết rất nhiều về cái tri kiến giải thoát, tức là cái sự hiểu biết của cái ý thức của chúng ta. Hôm nay thầy thấy rằng bây giờ chúng ta muốn hiểu biết thì phải đọc mới hiểu biết. Còn bây giờ mà nếu mà để đánh nó ra thành sắc đó thì một thời gian quá lâu, quá lâu. Cho nên vì vậy mà bây giờ không biết Nguyên Thanh bệnh, không biết có đọc nổi không biết. Con có đọc nổi không con? Đọc nổi thì lên đọc cho huynh đệ chị em đều nghe qua để biết cái sự tiếp tục ở trên quán thân bất tịnh. Đồng thời chúng ta còn quán về thực phẩm bất tịnh nữa mấy con. Bởi vì cái thân bất tịnh này lại nuôi dưỡng cái bất tịnh bên ngoài. Và đồng thời chúng ta còn phải quán hạnh tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đức tật, đức từ bi hỷ xả. Con sẽ lên trên cái ghế khi ngồi chứ nó ở đây nhiều quá, không có thể mà đứng hoặc là quỳ mà có thể đọc hết được những cái bài này. Con là cái ghế. Con muốn đọc hết, đọc. Cái quan trọng là cái chỗ mà chúng ta tu tập để xả băng, cái chỗ mà chúng ta áp dụng vào tứ niệm xứ. Học ở đây để mà áp dụng vào tứ niệm xứ, để mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, để mà ly dục ly ác pháp, để mình diệt ngã xả tăng. Đó là cách thức mà chúng ta hôm nay học để áp dụng vào tứ niệm xứ, chứ không có gì khác hết. Nếu người nào áp dụng vào tứ niệm xứ được thanh tịnh thì người ấy là người chứng đạo trước tiên. Mà người chứng đạo là cái người xứng đáng để mà lãnh chúng đó. Còn cái người mà nói nhiều mà không chứng đạo thì người ta chưa xứng đáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi sư cô Huệ An, con Diệu Hiền kính tặng sư cô Huệ An một bài thơ. Trong lớp nữ người cao tuổi nhất là sư cô Thích Nữ Huệ An, 87 tuổi còn minh mẫn, đi học siêng năng rất kiên cần. Tuổi đã cao sức nhà cục yếu, đi đứng nhờ cây gậy chống thân. Ai nhiều đỡ sư cô không chịu, để tự mình chậm bước lần lần. Thầy dạy tu tập tứ niệm xứ, lớp buổi chiều cho những người già. Muốn gặp thầy hỏi điều khó xử, con vô tình nên cũng tham gia. Thầy chỉ rõ cách tu, cách tập, cách giữ tâm thanh thản, an lạc. Sư cô xin thầy vui thuận chấp, kiểm tra thân hành niệm rõ ràng. Cô chống cây gậy vững vàng ra lệnh, chân trái bước, chân phải bước đi. Nhìn cô bước lòng con cứ mê, thương quá thanh lệ chảy hàng mi. Thầy khen được con quá giỏi, tuổi cao sức yếu vậy mà nghe. Thân hành niệm còn tu tập nổi, đáng làm hương cho khắp đạo tràng. Nhưng tác ý con còn sót thiếu, chân thứ ba con đã bỏ quên. Hành động thân nó cùng chung chịu, cây gậy cần tác ý lên thêm. Sư cô xin thầy miễn cây gậy, bởi vì quen tác ý hai chân. Thầy không chịu bỏ là hiếu đấy, bởi nó là hành động của thân. Thầy trò đồng cùng cười vui vẻ, sư cô thưa con sẽ vâng lời. Này hỡi các bà còn tuổi trẻ, sư cô là một tấm gương soi. Năm cũ sắp hết gần năm mới, kính chúc cô sức khỏe an lạc. Mừng xuân đến đường tu tiến, lòng quý thương con kính đôi hàng. Dịu văn kính đi. Về cái phần mà hai cái máy được không con? Sẽ giao cho Liễu Huệ một cái, ai có mượn nghe thì Liễu Huệ giúp giùm. Chịu khó con một chút, chịu động một chút nha. Còn ở bên Nam thì sẽ giao cho Thanh Trí. Ai có mượn thì đến bên Nam, ngày mai sẽ lớp học Nam, thầy sẽ giới thiệu cho Thanh Trí. Bây giờ nó cũng hết giờ rồi. Nhưng buổi chiều thầy mấy con cũng sẽ đến dự đông đủ để nghe trả lời.
thêm những câu hỏi để rút tỉa kinh nghiệm tu hành nữa con. Sau cái bài của Quyên Thanh cũng nhắc nhở về vấn đề mà tu tập rất nhiều, cố gắng mà ghi nhớ, mình học để tu để được giải thoát, chứ không phải tu học để mà hơn thua nhau. Người nào cũng phải nỗ lực tu để cứu mình, cuộc đời quá khổ mấy con. Hôm nay được cái duyên học được cái lớp này để được giải thoát thì mong mấy con mọi người đều chứng quả giải thoát hết, đừng có người nào rớt đó lại. Già cũng vậy, trẻ cũng vậy, tới cô Huệ Ân này, tới ngày chết cổ tự tại cô ra đi là điều thầy mong ước, thầy mong là cô Huệ Ân sẽ làm được. À, đến đây hết giờ rồi, chúng ta nghỉ mấy con. Thưa cô Huệ Ân, thầy con. À, còn còn cái phần này nữa con, cái bài thơ này thì thôi không có tặng con ha. Thế như vậy vừa đủ rồi, tặng thêm nữa là thừa. Con sẽ cắt cái máy này không? Con là chịu khó, ai mượn thì bên Nam mượn thì con sẽ cho họ nghe. Cô con cái con gái con nữ. À, bên nữ con cái bên cô Diệu Dân gửi bên Nam cái đó. Ai có mượn thì con cho quý thầy mượn nghe.